nghe và trả lời câu hỏi. Tôi đang trong những ngày nghỉ. Tôi tận hưởng những ngày ngủ nướng và ra khỏi giường lúc 10 giờ sáng. Tôi ăn sáng trong bếp. Tôi ăn hai lát bánh mì, sữa chua trái cây màu đỏ và uống một tách cà phê lớn. Sau đó tôi đi tắm và chuẩn bị ra ngoài. Sau khi tắm tôi cần trang điểm và thay quần áo đẹp tôi mặc một chiếc váy xinh đẹp và đi gặp bạn bè ở trung tâm thương mại tôi mua một cuốn sách một chiếc quần dài cho mùa đông và một chiếc đèn ngủ mới vì đèn của của tôi đã bị vỡ tối hôm qua rồi ôi thời gian trôi nhanh thật tụi tôi mới đi dạo một lúc mà đã đến giờ ăn trưa rồi chúng tôi đang đi đến nhà hàng hải sản tôi gọi món cá nghiền hai người bạn của tôi đều gọi tôm hùm chiều nay tôi và bạn bè sẽ đi xem phim sau khi ăn trưa và uống một tách trà ở quán cà phê chúng tôi bắt xe buýt đến rạp chiếu phim hôm nay chúng tôi sẽ xem phim mới của trấn thành có tên là bố già tôi thấy quảng cáo rầm rộ lắm vì vậy tôi rủ bạn đi coi xem hay không buổi tối mấy đứa chúng tôi sẽ đi dạo chợ đêm để tận hưởng những món ăn đường phố ngon tuyệt cú mèo đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian đi chơi vui vẻ như thế này hôm nay phải đi chơi đi ăn đã đời mới được